Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức đoàn kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2019 tại bến xe Bạc Liêu. Đoàn đã kiểm tra việc niêm yết giá vé tại các doanh nghiệp vận tải, mức độ an toàn của xe khách trước khi xuất bến, đồng thời nhắc nhở các tài xế phương tiện vận tải hành khách thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn. Mục đích của việc kiểm tra lần này là nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc thống nhất phương án thực hiện tăng cường năng lực vận tải. Để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong dịp Tết kỷ hợi 2019, từ tháng 12 năm 2018, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đề nghị thanh tra giao thông tăng cường phối hợp xử lý tình trạng lớn chiếm hành lang an toàn giao thông, các điều kiện an toàn giao thông, an toàn công trình đối với công trình giao thông đang thi công. Xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải, chú trọng các tuyến đường hẹp, tải trọng thấp, như Bạc Liêu, Hưng Thành, Hộ Phòng, Chủ Chí, An Trạch, Định Thành, An Phúc, Cầu Sập, Ngang Dừa, Phước Long, Ninh Quế. Phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị vận tải vi phạm hoạt động như chèn ép, sang nhượng khách, tăng giá vé trái quy định. Các phòng ban đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện kế hoạch phục vụ vận tải đạt kết quả tốt. Quy động điều động kịp thời các phương tiện vận tải tham gia, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quản lý vận tải và trực tự an toàn giao thông. Theo ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu, từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 năm 2019, hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đáng sẽ tăng hơn so với ngày thường. Tại bến xe Bạc Liêu, dự báo những ngày cận Tết sẽ có khoảng 2.400 lượt khách một ngày. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách, ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu phối hợp với phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái cùng các đơn vị vận tải phối hợp xây dựng kế hoạch phục vụ Tết. Theo đó, các doanh nghiệp vận tải đã có phương án tăng cường thêm xe để tăng tuyến. Những ngày trước Tết, các doanh nghiệp vận tải hoạt động với số lượng xe và tài chuyến được phân công hàng ngày. Những ngày cận Tết, nếu lượng khách tăng đột biến, bến xe bạc liêu sẽ điều thêm các xe của đơn vị vận tải có danh sách đăng ký xe phục vụ Tết để tăng cường cho các tuyến bạc liêu cà mau, bạc liêu cần thơ, bạc liêu thành phố hồ chí minh. Vấn đề tài xế là một vấn đề hết sức quan trọng, như các đồng chí biết là chúng ta xem trong thông tin đại chúng thường xảy ra tai nạn là do đó, là tài xế gây ra cho nên chính vì thế đó mà chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, đặc biệt là khi sức bến, thì bến phải kiểm tra các cái điều kiện quy định của bộ giao thông vận tải đối với người tài xế để đảm bảo cho các cái yêu cầu phục vụ làm sao mà đảm bảo cho cái an toàn giao thông tính mạng cho dân dân đi lại trong dịp tết. Hiện nay, bến xe Bạc Liêu đã thực hiện chỉnh trang các bến xe tàu trực thuộc, thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, lắp giá ổ gà, vệ sinh mặt bằng sân bãi để phục vụ Tết Nguyên đáng kỷ hợi, đồng thời kiểm tra thay các bóng đèn chiếu sáng bị hư hỏng, bố trí thêm đèn chiếu sáng đảm bảo đủ ánh sáng phục vụ cho hành khách, phương tiện lưu thông trong bến. Đơn vị và các bến xe khác tổ chức củng cố công tác quản lý trong bến xe, bộ phận hướng dẫn hành khách không để tình trạng cò mồi, lôi kéo bắt chẹt khách, đảm bảo trật tự phòng chống cháy nổ, trộm cắp, cờ bạc, lừa đảo khách trong phạm vi bến.